luận là cái này chỉ nên để sấy tóc thôi, chứ không nên làm quạt tản nhiệt. Nhờ Deep Cool Gamax thổi bay nóng bức khi chơi game, game thủ thỏa sức tận hưởng cảm giác mát thoáng suốt ngày dài. Siêu mát lạnh với công nghệ chống tràn tuyệt đối anti-leak. Cùng trải nghiệm thế giới thật mát lạnh, thật cool với trọn bộ sản phẩm Deep Cool Gamax. Xin chào anh em. Mùa hè nóng thật sự đúng không ạ? Chính vì thế cho nên hôm nay anh em hãy cùng mình review một cái bộ tản nhiệt nước All-in-One mà theo mình biết hiện tại nó đang là bộ tản nhiệt nước All-in-One có mức giá ngon nhất trên thị trường hiện nay. Đó chính là Deep Cool Gamax L240V2. Đây, cái bộ tản nhiệt nước này thì hiện tại đang được bán ra tại TNC Store với mức giá chỉ khoảng 1 triệu 7 mà thôi. 1 triệu 7 mà chúng ta sẽ có một bộ tản nhiệt nước All-in-One kích thước là 240. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem bộ tản nhiệt nước này có gì. Nhưng mà cái tính năng ấn tượng nhất của cái bộ tản nước này đó chính là cái công nghệ chống tràn anti-leak. Đấy, chống tràn rất là hay. Và bộ tản nước này thì nó cũng rất là đơn giản, nó chỉ có hai khối như bao cái bộ tản nhiệt nước All-in-One khác. Chúng ta sẽ có rack tản nhiệt này, chúng ta sẽ có block kiêm luôn là cái bơm ở đây. Và ở trên này anh em có thể thấy chúng ta sẽ có cái logo Deep Cool. Và nó dĩ nhiên rồi sẽ được hỗ trợ đèn LED RGB. Và nó có khả năng sync được với hầu hết tất cả những cái hệ thống RGB sync hiện nay, bao gồm có Aura Sync này, RGB Fusion này, MSI Mystic Light này và cả Astro Polychrome nữa. Ngoài ra thì bên trong hộp của chiếc tản nhiệt nước All-in-One này anh em sẽ còn có thêm hai chiếc quạt Deep Cool. Đây cũng là quạt LED luôn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng setup nó lên cái dàn PC của mình. Và dàn PC của mình ở đây đang sử dụng CPU là Core i7-8700. Và dĩ nhiên rồi, trước khi chúng ta lắp vào thì anh em nhớ phải bóc cái này ra nhá. Ok, đó, cái block đồng rất là đẹp đúng không ạ? Kích thước rất là lớn. Và lắp nó lên cũng rất đơn giản. Chúng ta sẽ có một cái pad ở dưới. Anh em gắn cái pad vào, sau đó là đặt cái block tản nước này lên. Rồi gắn ốc vào thôi, rất dễ dàng đúng không ạ? Ok, và trước khi anh em gắn nó lên thì chúng ta sẽ phải tra keo tản nhiệt trước đã. Đó, trên CPU mình đã có sẵn một ít keo tản nhiệt do là trước mình lắp cái cục tản khí đây này, mình đã tháo ra rồi. Ở đây, anh em lắp đặt cực kỳ đơn giản. Chúng ta đặt nó lên, siết mấy con ốc này vào. Anh em nhớ là khi mà chúng ta siết ốc cho tản nhiệt, bất kể là tản nhiệt nước hay là tản nhiệt khí, thì chúng ta hãy lắp nó theo hình chữ X nhé. Tức là lắp cạnh này, sau đó là sẽ lắp cái cạnh đối diện của nó theo đường chéo, chứ không phải là lắp cạnh này xong lắp cạnh ngay bên cạnh của nó đâu. Còn đối với rack tản nhiệt thì chúng ta sẽ lắp quạt vào đây. Vâng, như thế là mình đã setup xong cái bộ tản nhiệt nước All-in-One Deep Cool Gamax L240V2 của chúng ta rồi. Đây là thế hệ thứ hai của chiếc tản nhiệt nước All-in-One này. Và các bạn có thể thấy là cái đèn LED, đây là đèn RGB đấy nhá, chứ không phải là đèn một màu đâu. Và các bạn có thể thấy là nó sáng rất là ok. Mà không chỉ có cái block của chúng ta mà cả các cái quạt của chúng ta cũng có đèn nữa. Đó, các bạn có thể nhìn sang bên này. Đó đúng không? Và hiện tại là mình đang cắm dây RGB sinh với main, cho nên các bạn có thể thấy là đèn nó đang đèn đỏ. Nếu như là lát nữa mình vào trong Aura Sync thì mình có thể đổi được màu khác rất là dễ dàng và nó sẽ đồng bộ hoàn toàn với cái mainboard chúng ta. Và máy tính thì mình cũng đã bật lên rồi và nó đang được chạy stress test bằng Prime 95, chạy trên cả 12 luồng ở cái mức chế độ chạy cao nhất của nó là small gì đấy mình quên rồi. Và các bạn có thể thấy ở đây, speed CPU của chúng ta đang chạy ở 4.2GHz nhá. Tất cả các nhân các luồng nó đều đang full 100% hết, 4.28GHz, gần 4.3GHz. Và ở bên này các bạn sẽ thấy nhiệt độ hiện tại nó đang dao động trong khoảng ở đây khoảng 55 độ C nhá. Nó sẽ nhảy liên tục, nó không chính xác đâu, nó không phải là một con số cố định, nhưng mà nó sẽ nhảy và chúng ta có thể nhìn được cái khoảng nhiệt độ, và nhiệt độ cao nhất của nó lên đến 67 độ C. Và nhiệt độ phòng của mình hiện tại các bạn có thể thấy ở đây, đó là 27 độ C.
phòng khá là mát, 27 độ C, mình không muốn quá lạnh. Đôi khi thế vẫn là chưa đủ, mình vẫn muốn nó mát hơn. Thế tại sao chúng ta không thử thay hai cái quạt mà được Deepcool tặng kèm bằng hai cái quạt này xem? Anh em biết đây là quạt gì không ạ? Nếu bạn nào mà làm về điện ấy, chuyên ngành điện thì chắc chắn là biết hai quạt này rồi. Đây chính là những cái quạt thông gió, quạt làm mát xung quanh cho những cái thiết bị điện, và nó không chạy điện 12V bình thường mà nó chạy cái điện này anh em ạ. Vâng, đấy là lý do tại sao mà nãy giờ anh em thấy trên bàn mình có một cái ổ điện cắm ở đây. Và cái quạt này ấy, ui, anh em có thể nghe tiếng gió. Quấy. Cái quạt này thì nó, ui, tí nữa chém cụt tay. Cái quạt này ấy, thì nó, cái lưu lượng gió nó rất là lớn, và nó thổi liên tục. Cái lưu lượng gió rất là lớn, lớn hơn quạt 12V của chúng ta rất là nhiều. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình thử cắm cái quạt này vào xem, và lại tiếp tục chạy benchmark y như này, chạy stress test y như này để xem nhiệt độ nó xuống vào bao nhiêu nhá. Như ở đây chúng ta đang có khoảng 55 độ này, 55 độ. Đấy, và cao nhất là 67 độ C nhá. Lát nữa chúng ta sẽ xem nó lên, à đâu, nó sẽ xuống được mức nào. Rồi, mình đã lắp xong hai cái quạt điện 220V này vào đây. Anh em có thể thấy là cái quạt nó kêu rất là to, em nghe nhá. Uầy, dã man không? Và đánh đổi lại cái âm thanh khủng bố này, chúng ta hãy nhìn vào đây, nhiệt độ của nó đã giảm từ 55 xuống còn 52, và đây là nhiệt độ ổn định luôn nhá, bởi vì là cái quạt này nó chạy cùng một tốc độ liên tục, chứ nó không kiểu có điều tốc giống như là cái quạt khi mà chúng ta cắm thẳng vào cái PC chúng ta. Thế cho nên là anh em thấy nhiệt độ nó sẽ quanh quẩn 52, 51, 52, 53, nói chung là khoảng 52 độ C. Tức 55 xuống 52 chúng ta đã giảm được 3 độ C. Nhưng mà đánh đổi lại là cái tiếng ồn cũng như là cái điện nó ăn nhiều hơn, bởi vì đây là quạt 220V mà. Và anh em nhìn ở đây nhá. Đây, khi mình rút điện ra này, quạt dừng quay và nhiệt độ chúng ta sẽ tăng lên dần dần, 53, chuẩn bị lên 54, vẫn 52, 53, 54, 53, lên em ơi. Đó, anh em thấy không, 54 rồi này, một lúc nữa nó sẽ lên 55, đấy, 55, sau tí là 56. Nhưng bây giờ mình cắm quạt vào nhá, anh em nhìn đây này, anh em nhìn và nghe cái quạt này nó khởi động mới khiếp này. Và nhiệt độ chúng ta sẽ lại tiếp tục được giảm xuống 55, 54, xong lát nữa nó sẽ xuống 53, 52, 51. Tuy nhiên thì với mình như thế này vẫn là chưa đủ, vẫn chưa mát, vẫn trên 50 độ vẫn chưa mát. Làm nào mát hơn nhỉ? Ui. Được đấy. Nào, bây giờ anh em lại cùng mình thử tháo hai quạt này ra, và chúng ta sẽ dùng cái của nợ này để làm mát xem nhiệt độ chúng ta sẽ giảm xuống bao nhiêu nhá. Thôi bây giờ mình không cần tắt máy nữa, mình tháo thẳng luôn. Bởi vì là bản thân cái rát tản nhiệt nó cũng có khả năng làm mát một cách thụ động qua cái môi trường không khí xung quanh trong một khoảng thời gian ngắn rồi. Chúng ta cũng không sợ là CPU nó bị nóng lên quá nhiều đâu. Cho nên là mình sẽ tháo nhanh hai cái của nợ này ra. Đấy, nhiệt độ vẫn đang 53. Ok, một thằng. Để nó lên dần dần, nó lên rất là chậm. Bởi vì dù sao thì chúng ta cũng đang có tản nhiệt nước, và bản thân cái rát tản nhiệt nó cũng có khả năng tản nhiệt thụ động ra môi trường xung quanh, bởi vì là cái diện tích nó rất là lớn, và chúng ta sẽ có thêm quạt hỗ trợ thì nó sẽ làm mát tốt hơn thôi. Nào bây giờ anh em hãy cùng mình thử thổi cái này vào để xem nhiệt độ nó còn giảm đến như thế nào nhá. Vào, anh em có thể thấy là mình đang chạy cái quạt thổi lá công nghiệp này rất là to, rất là ồn đúng không ạ? Và mình đã tháo những cái quạt đang được lắp ở trên rát tản nhiệt này ra rồi. Anh em có thể thấy đây, chúng ta chỉ còn rát không mà thôi. Gió đang được thổi từ cái máy thổi từ đằng sau này, mình đang giữ đằng sau này, qua cái ống này, thổi thẳng vào đây và đi qua. Tuy nhiên thì các bạn hãy nhìn vào đây, nhiệt độ chúng ta nó vẫn là 54, 55. Đó, nó vẫn là 54, 55.
chạy 10 phút rồi, đau cả tai. Vậy thì kết quả có thể thấy là không gì bằng quạt start up, đúng không ạ? Và rõ ràng là khi mà chúng ta đã thử qua những cái thể loại quạt, từ quạt công nghiệp, quạt điện 220V công nghiệp cho đến là quạt siêu to khổng lồ, thì kết quả là mát của chúng ta nó vẫn không khác biệt là mấy, thậm chí là đôi khi nó còn không tối ưu bằng những cái quạt đi kèm sẵn cho sản phẩm. Như vậy rõ ràng là chúng ta có thể thấy mặc dù có mức giá khá là rẻ, tuy nhiên chiếc tản nhiệt nước All-in-One Gamax đến từ Deepcool vẫn làm việc rất là tốt, đúng không ạ? Và họ có cái sự tối ưu của riêng họ. Và đấy, khi mình tháo hết quạt ra và mình để không này, anh em có thể thấy nhiệt độ nó lại tăng lên 55, 56, nó lên 62. Tuy nhiên 61, 62 đó, số nó nhảy đó. Và nếu như mà mình lắp hai quạt này vào thì chắc chắn là nhiệt độ nó sẽ lại quay về như lúc đầu mà chúng ta đã xem đó, là nó sẽ chỉ quanh quẩn 55 độ C thôi. Và nếu như mà CPU nó nóng hơn nữa, đây là mình chạy stress test cho nên là hệ thống nó không boost quạt lên. Và nếu như mà CPU chúng ta nóng hơn nữa thì hệ thống nó sẽ điều khiển cho hai cái quạt này tăng thêm tốc độ lên, và lúc đó thì chắc chắn là cái hiệu suất tản nhiệt chúng ta sẽ còn cao hơn nữa. Và đó chính là lý do mà tại sao mà chúng ta không nên sử dụng những cái bộ quạt rời mà có cái nguồn quạt được cắm thẳng từ nguồn máy tính ra, bởi vì những cái quạt đó nó sẽ luôn chạy ở một tốc độ nhất định chứ nó không có sự tùy chỉnh theo cái nhiệt độ của hệ thống. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng những cái quạt và được kết nối thẳng vào cái đây, quạt này đang được kết nối thẳng vào cái pin tra fan ở trên main đó, mình rút ra là nó sẽ không quay nữa, các bạn thể thấy, thì nó sẽ có khả năng là điều khiển được tốc độ quạt tùy theo nhiệt độ hệ thống, và lúc đó thì sẽ tối ưu cái khả năng làm mát hơn. Và rõ ràng anh em có thể thấy là với một cái bộ tản nhiệt nước All-in-One có mức giá chỉ đó chưa đến 2 triệu đồng mà chúng ta có một cái hiệu năng tản nhiệt khá là tốt, và lại còn có được cái sự là tối ưu giữa hệ thống và cái bộ quạt tản nhiệt chúng ta, thì rõ ràng đây là một món rất là hời, đúng không ạ? Và hy vọng là anh em thấy video này nó hay ho thú vị khi mà mình đã phải vác cả cái quạt siêu to khổng lồ cũng như là quạt công nghiệp như thế kia đến đây. Và nếu thấy video này hay và muốn TNC Channel thực hiện thêm nhiều những cái video mang tính gọi là thực nghiệm, thử nghiệm như này nữa trong tương lai, thì hãy đăng ký TNC Channel cũng như là like video này, hay là chia sẻ nữa thì càng tốt, để chúng ta cùng gặp lại nhiều hơn nữa trong tương lai. Nhớ bấm nút chuông nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.